Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Với video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết chữ tài lộc và cách vẽ hoa mẫu đơn trong quả dừa. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là biểu tượng cho sự phú quý, giàu sang, và trong ngày Tết trưng bày lên thì sẽ rất đẹp và có ý nghĩa. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào phần viết chữ. Lát nữa những khô thì chúng ta sẽ dùng chổi chúng ta quét đi này. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ vẽ hoa. Đây, cái hoa mẫu đơn. Thank you.
Rồi, và như vậy chúng ta đã vẽ xong một hình của hoa mẫu đơn. Chúng ta sẽ vẽ cái phần miệng của hoa. Rồi sau khi đợi khô thì chúng ta sẽ vẽ tiếp hoa. Như vậy các bạn ấy đã hình thành một bông hoa mẫu đơn có hoa, có lá và có lụ. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ thêm một phần nhị bàn. Vậy quý vị thấy hoa mẫu đơn kiểu
thiện để chung cái sự phú quý của Phan. Rồi đợi cho khô các bạn có thể vẽ thêm gân lá. Sơn chưa khô nên bên nhà rồi các bạn được khô, các bạn có thể vẽ lên gân lá để cho bông hoa sẽ được đẹp hơn. Rồi và bên này tôi có thể viết thêm chữ là tài lộc, mong cho vạn sự như ý, tất cả gia đình cầu được cái thấy vạn sự như ý. Thưa toàn thể quý vị, với video này tôi đã hướng dẫn các bạn viết chữ tài lộc và vẽ một bông hoa mẫu đơn biểu trưng cho sự giàu sang và phú quý, và bên trái là dòng chữ vạn sự như ý, cầu mong cầu chúc cho mọi gia đình được cầu được ước thấy vạn sự như ý. Và bây giờ chúng ta chỉ cần tết thêm một lơ nữa vào thôi thì chúng ta đã có một sản phẩm để làm quà biếu bày đặt lên bàn thờ, bày đặt phòng khách tuyệt đẹp. Và các video trước tôi đã hướng dẫn và giới thiệu các bạn có thể tìm hiểu thêm đấy, và chúng ta cùng học tập chia sẻ kinh nghiệm với nhau để tạo nên những tác phẩm đẹp nhất trưng bày cho ngày Tết của chúng ta. Rồi, xin cảm ơn toàn thể các bạn.